Rồi, xin chào các anh chị các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Đầu tiên mình cũng xin ủng hộ, cảm ơn anh chị đã ủng hộ mình thời gian qua. Rồi, đầu tiên mình có đôi lời để muốn chia sẻ cái cách bán hàng đó anh chị các bạn, là bây giờ thì anh chị nào chuyển khoản thì cứ nhắn tin ha, thông tin của mình ha. Và tốt nhất là nên kèm trong cái tin nhắn chuyển tiền, chỉ cần kèm cái số điện thoại mà đặt hàng là mình hiểu rồi các bạn. Và sau đó nhắn tin địa chỉ, chiều mình kết hàng mình gửi nha. Và khi mà lên clip mà mình bán gần hết hàng có thể mình tắt máy nha các bạn. Đấy, vậy các bạn khỏi gọi nó, giờ mình cũng không có nhận đặt hàng luôn. Rồi thứ hai là những cái món hàng nào anh chị thấy ít mình có thể giữ cho anh chị các bạn trong vòng 1 tuần kể từ cái ngày mà anh chị chốt, giờ mình cũng không có nhắc nữa, tức là ai chuyển tiền thì mình gửi, còn không thì cứ trôi qua 1 tuần mình lấy món hàng đó mình bán. Rồi anh chị không có trách mình cái phần đó nha. Đó, cứ cộng lên khoảng 6 ngày, ví dụ là chuyển thứ hai là đến thứ bảy thôi. Còn nếu mà anh chị đặt vào thứ sáu thứ bảy thì mình cứ cộng thêm tuần nữa, qua tuần sau anh chị các bạn thanh toán cho mình để mình khỏi cần quan tâm nhiều, tại nhiều quá mình đâu có nhớ đâu, bây giờ mình phải đi nhắc từng người thì nó phiền lắm, nên là ai đặt món nào thì mình lưu ý cái món đó giùm mình đó vậy thôi. Rồi khi mà đến 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 một sau này mình sẽ làm cái ngày trên này luôn, cái ngày anh chị đặt như này luôn mà qua 1 tuần rồi anh chị các bạn không có chốt, không có chuyển tiền cho mình thì mình sẽ lấy bán nha, mình cũng không phản hồi, không có báo anh chị luôn nha anh chị. Đó, để nhiều quá, nhiều mấy chục món hàng mình nhắn mọi người tin rồi mình để chờ đợi anh chị trả lời thì nó lâu quá. Mình mua món nào thì xin nhớ giúp giùm em ha. Rồi đầu tiên là số 1, cái này cái trợ lực đó, dây xích là có móc nữa mà treo, nó treo đồ để nó trợ lực mình nó 1 đến 3 kg nha. Thì mình sẽ chỉnh ở đây, nhưng mà bạn chỉnh vừa phải thôi, đừng có chỉnh quá nó đứt dây thiều, giống như dây thiều vậy. Mình ráng nó lục giác nên mình quay nè. Đó, hiệu Wando nè, made in Japan nha. Con này nặng hơn 1 kg á, mình bán 250, 280 rồi, xin lỗi nha. Nó móc lên vậy mình treo đồ á thì nó treo phụ mình kéo chứ mình làm việc nó nhẹ hơn. Số 2 là cặp kìm, con kìm cắt để mình kiếm sợi dây test. Kìm cắt này thì cũng không có lớn lắm, vừa thôi, lại còn mất cây thước các bạn ơi. Rồi nè, nó cắt cũng còn ngọt ha, bay mà nó cũng khá là đen đen, nó bay mất hết chữ rồi mình không thấy thương hiệu, là nó có cái bấm code đây đó các bạn. Rồi cái kìm này, cái kìm Mỹ nhưng mà nó đã mẻ rồi, kìm bằng lớn nha, con này 2 tấc á, 2 tấc 2 á. Còn cái con kìm cắt thì nó nhỏ nha, mình bán 120 thôi nè. Made in USA đóng chìm như này luôn á, tại nó bị đen mình không thấy. Nó cắt bị mẻ là do cắt điện sống mà nổ, thì về mình mài cái phần mình còn cắt được phần nhỏ trong này, nhưng mà thôi nếu mà không xài thì mình chỉ xài chức năng kìm bằng thôi, mà nó răng nó rất là tốt ha. Đó, thì mình bán cặp này 120. Thì tất cả giá mình đưa ra là chưa bao gồm phí ship. Anh chị nào mà alo nếu mà xem kịp thì alo, có duyên thì đặt mình bán ra còn hết rồi thôi, mình ghi sửa trên đó rồi. Nếu mà có gọi nữa cái món đó mình cũng không có, tại vì đồ bãi nó đâu có về cái gì giống gì các bạn, nên là nó tùm lum hết á. Có một món là nhiều khi quay lại món đó lâu lắm nó mới có, nên thôi mình cái gì hợp công việc thì các bạn alo mình á. Rồi mỏ lết này 150, các bạn xem kỹ mỏ lết nha. Đó, dấu vít nè, da băng bên đây nè, sen cây nè, sen cây này không có da băng rồi, có dấu này thôi nè. Thì mỏ lết 250 nha, 250 nó mở rộng được khoảng 30 các bạn, thường 250 là nó mở rộng được 3 phân. Ủa, 3 phân đó ha, 3 phân nè, 250 mở rộng 3 phân. Để các bạn xem cái giá mình bán đi cái mỏ lết này, như người ta bán chắc chắn là sẽ cao hơn mình rồi, mình bán 150.000 thôi, để các bạn ship tới nơi thì gần gần thì 180, 189, 170 gì đó ha, để các bạn có cái mỏ lết xài. Đó, thì nó cũng còn khá đẹp. Nói chung mỏ lết nó phải có rơ rơ chút nó mới trượt tới được lui rồi các bạn.
Ai nói ngõ lết không rơ là mình chịu, rơ trong cái khoảng cho phép thôi, răng đồ còn đẹp á. Đó, mình bán vậy, không có rơ thì đâu có trượt được. Mỗi lết là để dặn được những cái đa năng, nhưng mà không cần chính xác lắm thì mình xài được mà mỗi lết. Ba, số 4 một cần ton 200, thằng này mình bán rẻ hơn mấy cần cũ trước tí gì, nó không phải nó hư hao gì, mà đây là do nó xài nó gõ đó bạn, nó gõ là có dấu cấn tí xíu thôi, nên mình bán rẻ đi 2.000. À, các bạn thấy nó nhảy tốt không, cần 1/2 á. Đó, đã chiều nè. Đó, mình quay cho bạn nghe tiếng thôi. À, đảo chiều đây, mình đảo dứt khoát ha. Thì cái cần này nó cấn một chút nè, nó xài qua nhìn thấy không? Nó đập gì nhưng mà nó rất là cứng, các bạn xài nó mắc hơn cái cần Đài Loan mình mua ở đây một tí thôi. Giá 200 rồi ha. 2. Số 5, một cái kìm bằng. Kìm bằng này tắc 8 luôn các bạn. Nè, 18 nè. À, hiệu Fujiza. À, Fujiza da băng là cái kìm này, hãng này nổi tiếng thì kìm nha, nhưng mà kìm này kìm cơ khí. Đây có chữ mấy da băng kìm trong đây, mình bán giá 120 thôi. Thì các bạn thích các bạn cứ so sánh, tại vì mình là mình muốn bán chia sẻ cái gì đó mà giá nó tốt nhất có thể thôi. Còn cái kìm này dưới 120 thì mình không thể nào bán được. Các bạn có thể tham khảo mọi cái shop. Cái kìm chưa xài nha, cái này nó không có xài đâu. Tại vì nó đen, kìm đen nó vậy thôi, nó dơ nè, nó đóng cái đầu răng đó. Đó, không có mẻ, không có gì đó. Dùng có dùng, nó dùng ít thôi, nãy mình cắt thử. Để mình cắt thử sợi dây điện coi. Cắt nguyên chùm luôn. 120.000. Các bạn có bạn thì kêu mình giới thiệu. Mình giới thiệu kìm này 120.000 mà chê thì các bạn đợi clip khác các bạn mua, mình không có giới thiệu ai nữa hết. Giới thiệu tốn thời gian các bạn. Nếu bạn coi các bạn tận mắt các bạn thích thì alo cho mình. Cho nó dễ. Số 5 rồi, tới số 6. Số 6 là bột dính rột rẹt các bạn, 120. Mình đi gián đoạn tới nha các bạn. À, số 6 120.000 dít rột rẹt á, tự động các bạn, mình khỏi lấy ra mà cái này nó ngắn thôi. À, ha. À, mình dặn nè. Đảo lại nè, ở giữa là nhà xài như dít bình thường, cái hiệu xanh lát nha. Cái cán thì xanh lát sa băng nè. Đó. Ngắn. Có đó, các bạn để gần gần coi nè, số 0 nè. Nó dài có 9 cm rồi. Còn mấy cái mũi thì ngắn nha. Để mình mở những cái chỗ mở, nói chung là nó ngắn thì mình mở lực nhẹ thôi các bạn, gồm các mũi cộng cộng 1 cộng 2 cộng 3 trừ nè, 2 mũi trừ này chắc trừ 5 trừ 6 á, với lục giác 3 4 5 6 nha. Đó, nó như đây thôi, với mũi cộng đây, trong đây cộng 2 nữa, mình gắn vô đây rồi thì bộ giờ mình bán 120. Cái cán thì của Nhật nha bạn, còn mũi mình thấy không nè, ghi nè vậy thôi à, không thấy chữ gì hết á. Cái nào mà có ghi thì mình nói rõ các bạn, còn không có thì mình cũng ấy, nhưng mà tất cả cái hàng của mình là mình mua ngoài bãi về các bạn. Đây một bộ mỏ hàng. Cái này trước có anh nào đặt đó, cách đây cũng khoảng 10 ngày rồi, mình không thấy phản hồi nên mình bán lại. Đó 100V 30W. Cái này mũi này nó Haco nha các bạn. Haco mà không ghi xuất xứ hay là nó lột nó cào gì mất rồi mình không biết. Ở đây có chữ thôi, 100V 30W. Đó mũi hàng nó đây nè. Cái mũi hàng thì mình mua dễ lắm, năm bằng đồng thì 8.000. Cái này chắc mũi zin của nó đó. Rồi mình tặng kèm cái mũi này mình gắn ở đây vừa nè các bạn, gắn vô để hàng nhựa đó. Hàng nhựa thì các bạn phải thay mũi nha, chứ mình hàng lấy mũi này mình hàng nhựa xong rồi mình hết hàng chì luôn, không ăn chì nữa. Phải vệ sinh lại cực lắm. Này có mũi hàng nhựa nè. Mũi bãi luôn, rụm rời vậy đó, mình bán kèm là 150 nha các bạn. Anh chị các bạn thì ủng hộ mình cảm ơn, nhưng mà nó bán hàng đồ nghề nói chung là nó lắc nhắc thì các bạn cũng làm biến chuyển tiền, mình cũng làm biến bán nữa, nói thật là vậy. Bán cứ 150-200 mà đóng gói hàng, có mình đóng 10 gói hàng thôi là mình nhức đầu rồi. À, quên nữa, anh chị các bạn chuyển tiền cho mình nhớ là để số điện thoại của mình trên cái tin nhắn tiền nha bạn, nội dung đó, để số điện thoại đặt hàng là được rồi.
vậy là dễ nhất. Còn sau đó tên thông tin để bạn nhắn tin cho mình, có nhiều anh chị chuyển cho mình mà không có cái thông tin gì đó, mình phải đợi chờ phản hồi chứ mình lại vô tình mình đi hỏi người khác thì thành ra nó có nhiều chuyện xảy ra nó không có hay. Anh chị các bạn nhớ lưu ý cho mình cái đó. Ở đây một cái kéo, kéo bonsai nè, người ta bán nhiêu mình không biết, mình bán 150, tình trạng là cũ, dài khoảng 18 nha, 17 18 gì đó, lưỡi ngắn thôi. Con này thì khá dày đó, về có anh chị các tán lại nha, có chữ mũi thì nói chung mình muốn ngon mình phải mài lại bonsai với cần độ bén cao lắm. Rồi ở đây mình thấy còn cắt giải đứt nè, không có ngọt lắm nhưng mà cắt đứt đó. Khúc đầu nó không có ngọt nha, mình bán giá 150 số 8. Ví dụ giờ mình bán cái món này cái giá này, các bạn kêu mình ví dụ mình bán rồi cho cái đặt hàng biết chừng nào mình lụm được ra rồi đó, nhiều khi người ta bán 150 các bạn, mình đâu có lụm được, mình đâu mà bán thì có sao mình bán vậy thôi. Số 9 là một cái thước kẹp một tấc hiệu nè, hiệu này sao mình sệt nó không ra luôn, thì mình bán giá cho các bạn tham khảo, nếu mà các bạn thấy nó nhỏ nhỏ phù hợp với cái yêu cầu sử dụng của mình thì các bạn mua ủng hộ mình. Con này mình bán 150 nha, thước một tấc à. Ngoại hình nó ở đây nó hơi đen đen mà nó ghi là thép không rỉ các bạn, tại do nó bám cái đen vô thôi, còn số thì nó đã khắc chìm dưới ha, chìm dưới rồi nó mới sơn đen lên, chính xác cũng là 0.05, 150 nha bạn. Các bạn đừng so sánh với mấy cái thước mà của hiệu con chim bánh cục mà nó làm móng dánh á, lắc được cái đó để đo chơi thôi, cái này đo chính xác được. À, mặt sau nó có đen đen nè, về làm vệ sinh lại, nhưng mà đặc biệt là đầu nè còn rất là nhọn không có mẻ nha, bên đây cũng vậy đẹp nè. Mình lựa thứ rồi mình dơ lên mình nhìn qua cái khe đó coi ánh sáng nào nó có lọt qua hay không, đầu có mẻ hay không. Cái thước này mình nói chung là nó về cái độ mà đẹp trên đây là hoàn chỉnh nha, còn cái đen đen thì mình chưa có đánh ra hết đó. Các bạn coi ngoại hình nó chấp nhận được thì các bạn lấy về xài 150.000. Số 10 một con dao gấp rồi 250 nha. Ở đây là inox, ở đây là gỗ, cái hai cái thanh chịu này bằng đồng, cái bát này bằng thép, cái bát là lò xo đó, bật ra cái cọc là khóa lại không có gấp lại được nha bạn, và phải bấm đây xuống nè. Con này giá 250 thì cũng tương đối không mắc không rẻ mà. Các bạn chịu khó đi săn ngoài bãi thì có chỗ nó rẻ hơn, có chỗ nó bán mắc hơn luôn thì người bán. Dao này thì mình thấy cái lưỡi bên đây nó có dấu mài qua rồi nha, nè người ta mài không có khéo nào mà nó mài sơ thôi à, mình không có mài đâu, người ta mài sẵn vậy rồi. Giá 250 các bạn, chưa bao gồm phí ship. Số 11 thanh lý kéo này cũng ngoài bãi luôn, có chữ này nè, có chữ W không biết gì, lục. Các bạn về mài lại tận dụng, gì tận dụng mài lại nha, nó dài khoảng 2 tấc. Kéo 4 bọc cán ngựa, rồi một cái kéo tỉa lông lông mi lông mũi gì đó, kéo này bén nha đó. Số này gồm có số 11 này 100.000, gồm có như đây các bạn coi để ý nè, hai cây kéo nè, một cây rột rẹt, rột rẹt cũng không thương hiệu, cái mũi của nó nè đó, thấy thương hiệu vậy nè, rột đó, xài tận dụng góc hẹp nhỏ nhỏ lâu lâu mới xài tới, mà không thương hiệu mình bán chung nó luôn. Một cái mũi khoan bê tông đã qua sử dụng 8 ly đuôi gài, một cái mũi vít cộng một nha, cộng một chứ không phải cộng hai đâu, không có chữ vậy thôi, không có gì hết, không ghi gì hết. Còn này là cái đục gì không biết nữa. Đó như đây 100.000. Mười hai là một con dao các bạn, dao này là có bao bì đầy đủ nha, chữ nó ghi tùm lum, có chữ. Con này dài khoảng gần 2 tấc á, nên mình bán giá 150.
nó đen đen, thép đen nha, nào các bạn nhìn thấy có ngay chóp chóp này nó có cắn miếng này ha, nó mình phải về làm lại cái đó. Con này khá đẹp, mình giá nó là cái thép nó đẹp về cái nước thép đó các bạn, chứ còn cái lưỡi này nó mẻ ở đây một tí rồi không có gọi đẹp được. Mình bán giá 150. Đây. Số 12. Ba mình đánh nhầm rồi, lại tiếp tục thanh lý cái nồi cơm nữa các bạn. Thì những cái nồi này á, thì hư rồi mình không có sửa, mình bán thanh lý cho anh chị các bạn nghiên cứu. Cái nồi IH này rất là nặng nha, nồi này nồi từ luôn mà nó hư rồi thì nó cũng như đồ dây chai thôi, mình bán giá 100.000. À, cái son nè cũng còn khá đó, son này nấu bếp từ được, về mình buồn buồn mình nấu canh cũng được, nấu canh trên bếp từ. Còn cái này hư rồi mình cắm điện không lên mà. Thì cái nồi này tận dụng được cái gì, cái son nó với lại mặt điện tử trong đây, các bạn muốn nghiên cứu thì các bạn nghiên cứu nè, với là sợi dây rút, dây nguồn rút được thước mấy 2 mét đó, nó hay lắm đó. Đó, rút tự vô rồi 100.000 nha, món 13 thôi. Mình tạm dừng cái clip đây để có hàng thì mình lên clip mới tiếp. Thì các bạn mua nhớ alo mình. Đặt hàng được rồi, ai đã đặt hàng thì mình ghi số điện thoại các bạn lên cái sổ rồi, không có lộn đâu được hết á. Các bạn cứ chuyển khoản cho mình rồi sau đó nhắn địa chỉ, buổi chiều mình trả lời, mình chốt hàng, mình gửi hàng cho các bạn, không có mất tiền các bạn đâu, các bạn an tâm đừng lo gì đó. Còn nếu mà lỡ lỗi hàng lạc hàng mình đền tiền lại, hoàn tiền lại cho các bạn. Lạc hàng thì Viettel nó bên gửi hàng nó phải trả tiền lại cho mình, thì mình sẽ ứng tiền trước mình trả lại các bạn. Nhưng mà đó giờ chưa bị thất lạc các bạn, 5 năm rồi nha, mình bán lai rai nữa nó 5 năm rồi, bán pin máy pin chủ yếu đồ nghề mới bán đây à. Thì các bạn tin tưởng thì cứ gọi đặt hàng mua, chuyển tiền xong chiều mà chốt hàng, còn nếu có trễ mình sẽ thông báo lại anh chị các bạn sau đó, chứ tiền các bạn chuyển rồi còn đó, không có mất gì hết. Và các bạn đặt hàng thì nhớ chuyển tiền cho mình trong vòng 1 tuần, các bạn không chuyển thì mà không có phản hồi gì hết thì mình sẽ lấy món hàng đó mình thanh lý lại nha. Còn nếu mà các bạn không có chuyển, các bạn chờ thêm, các bạn phải đến hết tuần đó, các bạn phải báo lại mình, cái mình ghi chú vô. Rồi mình xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.